hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái mùa hè ý nghĩa, và mùa hè này sẽ là một cái hành trang quý báu đi suốt cái cuộc đời của các bạn sau này. Em xin cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn thể ban giám hiệu, quý thầy cô của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Chính sách và Phát triển, quý vị đại biểu và các bạn sinh viên. Chúc cho chương trình trao đổi sinh viên kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng thật thành công và tạo được nhiều giá trị bổ ích ạ. Trường Đại học Kinh tế của Trường Đại học Đà Nẵng là một môi trường mà đào tạo sinh viên rất là tốt. Với cả là Đà Nẵng là một nơi mà có nhiều địa điểm du lịch rất là đẹp và phong phú, cho nên là em đã chọn đây là nơi mà em tham gia trao đổi. Các bạn sinh viên ở đây rất là hoạt động, rất là thân thiện. Giảng viên thì giảng dạy cho bọn em rất là nhiệt tình. Và em cảm thấy là sau khi đến đây thì em cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Thành phố Đà Nẵng quá tuyệt vời. Em rất là em chưa thấy có một cái điểm gì mà em thấy là không hài lòng cả. Từ mọi người ở đây này, cho đến là ẩm thực này, đường phố, khí hậu, rồi đến là thầy cô cũng như là những cái bạn sinh viên, những bạn sinh viên Đà Nẵng mà em tiếp xúc được. Thế em thấy là chỉ dùng từ đó là tuyệt vời. Các buổi team building cho bọn em để bọn em gắn kết được với nhau ạ, và bọn em được làm quen được với các bạn ở sinh viên trong đây ạ. Em cảm nhận là môi trường đây rất là trong sạch đẹp và mọi thứ thiên nhiên ưu ái ban tặng là rất là tuyệt vời ạ, không khí trong lành ạ. Là em muốn là gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và các bạn sinh viên đã tạo điều kiện và giúp đỡ bọn em trong quá trình bọn em trao đổi ở đây ạ.